Trước những vụ việc cháy nổ xảy ra thời gian qua và nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ thời gian tới, nhất là giai đoạn cao điểm nắng nóng, Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Trong đó phải thường xuyên tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng đang sinh sống làm việc tại các cơ sở kinh doanh, tập trung đông người, cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao. Bên cạnh đó, là tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh, kể cả kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt là kiểm tra các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu phải tiếp tục rà soát xây dựng nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, qua đó nhằm kịp thời phát hiện và chữa cháy khi có sự cố và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.